Ok, xin chào cả lớp. Buổi hôm nay của chúng ta thì sẽ là buổi số 5, phần V-Ray SketchUp cơ bản nha các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau bật SketchUp lên nào. Rồi, vậy thì buổi hôm nay của chúng ta sẽ nghiên cứu phần gì ở trong phần setting này của chúng ta? Đó. Thì các bạn chú ý này, như buổi hôm trước của chúng ta thì chúng ta đang đi dở về cái phần gì? Camera này, render và render output đúng không nhỉ? Đó, tuy nhiên thì phần trước render camera của chúng ta đã đi về phần render V-Ray Spherical Panorama phần 360 độ. Đó, những cái phần như phần standard render thông thường, render cube map là render về những cái hình có 6 khung hình ghép lại để trở thành một cái panorama. Nhưng mà chúng ta đương nhiên là không có dùng rồi, chúng ta chủ yếu là sử dụng VO Spherical, một cái kiến thức cực kỳ là hay đúng không? Những cái nguyên tắc để tạo ra khung hình thì trong buổi hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ học về phần gì? Ok, bây giờ mình sẽ bật phần zoom lên để cho cả lớp cùng nhìn thấy. Rồi, thì chúng ta chú ý này, các bạn sẽ học về phần thanh công cụ Exposure, Wireframe và Depth of Field, được chưa nhỉ? Đó. Thì các bạn chú ý này, bây giờ thì chúng ta sẽ để cái setting mặc định nhé, hoặc là các bạn sẽ setting lại theo cái setting mà mình đã hướng dẫn buổi hôm trước. Đó, thì tạm thời chúng ta sẽ để ở cái mức Medium để render cho nó nhanh. Và đây thì mình sẽ ấn nút render cho bạn xem. Đó. Rồi, đây là cái render thông thường của chúng ta này. Đây là một cái đối tượng cũng như là một cái file mà mình đã chuẩn bị sẵn để thuyết trình về cái buổi hôm nay. Đó, thì như các bạn thấy ở đây này, thì chúng ta đang có một vài đối tượng, và khi các bạn render ra cái khung hình của chúng ta thì chúng ta sẽ có những đối tượng có khoảng cách xa gần khác nhau. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp thì mình muốn render xóa phông. Đó, mình muốn xóa phông một vài đối tượng để mình tập trung cho một vài đối tượng, thì cái thanh công cụ này phải nói là cực kỳ là mạnh để có thể là giúp cho chúng ta làm điều đấy. Đó, vậy thì xóa phông với đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ xóa như thế nào? Đó, và chúng ta sẽ tìm ở phần Deep of Field, được chưa nhỉ? Đó, thì để mà sử dụng xóa phông được thì các bạn phải bật thằng lên. Đó, bật lên Deep of Field lên. Thì sau khi bật Deep of Field lên thì các bạn sẽ được quyền sử dụng nó. Chúng ta sẽ có các phần như là Defocus, Focus Soft và Focus Distance. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn lựa chế độ đấy nhé. Chọn lựa chế độ thì các bạn sẽ tìm đến phần Focus Soft, các bạn sổ ra. Nó sẽ có các phần như là Fixed Distance, Camera Target, Fixed Point. Đó, thì ở cái chế độ Fixed Distance là cái chế độ cao cấp nhất của nó và tốt nhất và dễ dùng nhất. Còn Camera Target thì nó sẽ không thể nào mà bắt được cái vị trí mà target để mà render. Đó, mà nó chỉ là xóa phông thôi, nó sẽ tự động. Đó, tương tự thế Fixed Point là cũng thế, nó sẽ là chủ động theo điểm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ để phần fixed distance này và mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Thì bây giờ các bạn chú ý này, để mà xóa phông một đối tượng thì ví dụ như ở đây thì nó đang ở cái chỗ là 20.225, thì để mà hiểu được cái thằng xóa phông này thì chúng ta sẽ gen real time trước. Đó, gen real time trước như này, được chưa nhỉ? Đó, nó sẽ hiển thị dần ra như này, nó sẽ hơi hơi mờ một chút. Đó, thì tuy nhiên mà các bạn thấy đây là nó vẫn chưa đủ cái độ xóa phông. Thì bước đầu tiên để mà xóa phông một đối tượng thì các bạn phải nhớ nhé, là nguyên tắc xóa phông là các đối tượng nó sẽ phải có khoảng cách khác nhau như này. Đó, nó phải có khoảng cách khác nhau như này, được chưa nhỉ? Tránh trường hợp là các đối tượng ở cái ống kính của các bạn nó sẽ quá gần. Đó, thì xóa phông là như thế nào và cái mục đích xóa phông các bạn sẽ làm được như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu trên 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 Google trước, ví dụ như là ảnh xóa phông chẳng hạn. Ảnh xóa phông thì các bạn dùng rất nhiều trong kiến trúc và nội thất rồi. Đương nhiên là đây là một vài cái ví dụ điển hình của những cái ảnh kỳ yếu, ví dụ như là nền đằng sau nó sẽ xóa phông này. Này, ví dụ như là chúng ta tìm nội thất chẳng hạn. Đó. Ok. Ảnh xóa phông nội thất. Ok. Rồi, trong nội thất nó sẽ sử dụng ảnh xóa phông nội thất rất nhiều cho các bạn nhé. Đó. Thì tóm lại là chúng ta sẽ cùng nhau là làm cái việc này. Ví dụ như ở đây các bạn thấy đấy, chúng ta có muốn là bắt nét vào một cái đối tượng và các đối tượng xung quanh nó sẽ mờ đi như này thì chúng ta có thể là xóa phông được, đúng không nhỉ? Đó, và trong V-Ray thì nó cũng làm được cái điều này. Đó, thì đầu tiên các bạn phải để ý nhé, cái vị trí mà chúng ta đang đứng, tức là vị trí mà các bạn đang đứng này này, nó rất là cách cái đối tượng của chúng ta thì cái việc xóa phông nó sẽ không có hiệu quả. Thì chú ý là chúng ta nên lại gần đối tượng và để các đối tượng cách cái ống kính của chúng ta nó có một cái khoảng cách nhất định. Đó, ví dụ trong trường hợp này chúng ta ở gần một đối tượng và ở xa một vài đối tượng khác thì nó sẽ dễ xóa phông, chứ nếu mà chúng ta ở rất xa như này thì nó sẽ hiểu là gì, tất cả đối tượng này là một đối tượng, thì khi đấy các bạn sẽ xóa phông khó khăn hơn. Và các bạn cũng có thể thấy là khi mà họ xóa phông, dễ xóa phông nhất là khi các bạn ở gần một cái đối tượng rất cận cái ống kính, đúng không? Đó, còn nếu mà ở xa ống kính thì các bạn phải sử dụng những cái máy ảnh nó tốt hơn để mà xóa phông. Đó, thì tóm lại là trong trường hợp này chúng ta ứng dụng, chúng ta sẽ lại gần đối tượng như này, thấy chưa? Chúng ta sẽ lại gần những cái ống cống ở đây và những cái thanh gỗ thì chúng ta để xa ra một chút. Đó, như này. Rồi, và chúng ta sẽ bật cái chế độ xóa phông lên này.
Rồi bây giờ chúng ta bật khung hình lên để xem có hiện tượng gì xảy ra. Lại gần một chút nhé. Đó, nhìn cho dễ hơn. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ tăng cái for defocus này lên. Defocus này nó chính là cái dung lượng xóa phông. Ví dụ ở đây mình sẽ tăng lên là tăng dần lên nhé, 0.3. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tăng hẳn lên 0.5. Nó sẽ lập tức xóa phông này. Đó anh em, nó sẽ mờ. Đó, mờ. Tuy nhiên ở đây thì nó đang mờ hết. Nó mờ đối tượng này, nó cũng mờ đối tượng này và nó cũng mờ đối tượng này luôn. Vậy thì nguyên tắc xóa phông của nó là như thế nào? Ví dụ ở đây mình muốn cái đối tượng xóa phông của mình nó bắt nét vào cái đối tượng những cái kệ gỗ ở đằng xa này và những cái thằng ống cống này, mình muốn xóa phông nó. Thì để mà làm được điều này thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ focus distance, được chưa nhỉ? Focus shot nhé. Và các bạn sẽ để ý cái thằng fix distance ở đây. Và chúng ta để ý này, chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ nó giống như cái ống ngắm đây này. Và các bạn sẽ tích vào ống ngắm này. Tên của nó là pick point. Đó. Và các bạn sẽ tích vào cái vị trí mình muốn xóa phông. Ví dụ mình sẽ tích vào đối tượng những cái thanh gỗ này. Thì các bạn theo dõi này thấy không? Lập tức là cái thanh gỗ này sẽ được bắt nét. Đó, nó được bắt nét. Và gì? Những cái thanh ống cống thì nó sẽ xóa phông. Và nếu mà mình muốn xóa phông cái ống cống này ngược lại thì là gì? Mình muốn ống cống này nó rõ lên và những cái thanh gỗ này thì mờ đi. Thì mình sẽ làm tương tự, mình sẽ tích vào pick point và mình sẽ pick vào ống cống này. Đó, thì các bạn thấy không? Lập tức là cái vị trí ống cống này nó sẽ gì? Rõ ràng và những cái đối tượng xung quanh nó sẽ mờ đi. Đó, tuy nhiên thì các bạn ý này, khi mà mình pick point vào một vị trí bất kỳ, đó thì cái tự động cái thanh công cụ là gì? Focus distance này này. Đó, nó sẽ thay đổi thông số, nó sẽ thay đổi thông số. Ví dụ ở đây nhá, mình tích lại này. Và ống cống bạn theo dõi này. Theo nó sẽ nhảy là 116. Mình tích vào cái đối tượng gỗ này thì nó sẽ nhảy là 681. Đó, mình tích vào cái thanh gỗ ở xa thì nó lại nhảy lớn hơn. Thì tức là nó nói lên điều gì? Tức là đây là khoảng cách mà bắt nét và điểm mà các bạn sẽ là gì? Pick point, cách ống kính các bạn là bao nhiêu khoảng cách. Cái này thì các bạn đừng để ý vội và các bạn đừng nhập số vào đây nhá, đừng nhập số vào đây. Mà các bạn hãy làm một cách là pick point và nó sẽ tự động điều chỉnh cái khoảng cách này, được chưa nhỉ? Và chúng ta chỉ cần tập trung đến cái thằng gì là cái cường độ thôi, cường độ mờ thôi. Ví dụ ở đây mình thấy là cái thanh ống cống này mờ tương đối là mạnh quá, mình muốn mờ giảm đi một chút thì mình sẽ nhập là 0.45. Đó, vẫn hơi mờ thì mình sẽ nhập xuống 0.4. Đó, nhiều khi các bạn rất là lạm dụng thằng này. Các bạn để nó mờ quá, ví dụ nhiều bạn để nó mờ lên tận 0.7, 0.8 ví dụ như này đi. Đó thì nó quá là mờ mịt đi, nó không nhìn đến gì cả. Làm cho cái cảm quan chúng ta nhìn nó không thật, không real. Đó, hoặc là nhiều bạn lại để 0.7, ví dụ 0.7. Đó, nó cũng là quá mờ đi, thấy không? Thì trong trường hợp này các bạn sẽ có một cái thông số mình nhập cho các bạn là gì? 0.3. Các bạn lưu giữ nhé. 0.3 đến 0.6 là tối đa. 0.3 đến 0.6 là tối đa. Không được quá cái khoảng cách này. Thì trong trường hợp này mình sẽ để là trường hợp cụ thể nữa nhé. Các bạn phải dựa trường hợp cụ thể và khoảng cách cụ thể nữa. Và chúng ta cảm quan. Thì tóm lại trong trường hợp này mình sẽ để là gì? 0.45 như này. Được chưa nhỉ? Đó, thì ví dụ như mình muốn xóa phông cái đối tượng gần thì mình sẽ tích đối tượng gần. Mà xóa phông đối tượng xa thì mình sẽ tích đối tượng xa. Được chưa nhỉ? Đấy, thì trong trường hợp này mình tích vào đối tượng gần một cái này. Thì lập tức đối tượng gần nó sẽ gì? Bắt nét và đối tượng xa sẽ được xóa phông. Nó rất đơn giản đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Tuy nhiên cái hiệu ứng này phải nói cực kỳ hay trong nội thất. Nếu các bạn gen nội thất một cái mặt bàn này, nó có một cái đối tượng mà các bạn muốn focus, nhưng đối tượng xung quanh các bạn làm mờ đi thì nó rất là cảm xúc cho cái cảm cho cái sản phẩm của mình. Đó, và đương nhiên là chúng ta thể tổng quan một cách là render thực. Đó, real time rồi chúng ta render thực đi. Rồi. Thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm tương đối là chất lượng. Bạn thấy không? Đó. Đương nhiên là chúng ta để cái thông số và cái quality cũng như là cái thông số render parameter tương đối là thấp, nên thành ra là mình muốn gen nhanh mà để mình test. Khi mà bạn gen cuối thì hãy nhập những cái thông số, những cái cường độ, những cái tính toán ánh sáng cho nó cao lên. Rồi, phần camera này của chúng ta còn đối tượng gì nào? Ở đây thì các bạn để ý này, tạm thời mình sẽ tắt cái thằng deep of field đi để không bị ảnh hưởng đến cả toàn sản phẩm của chúng ta. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Thanh công cụ exposure, bạn thấy không? Thanh công cụ exposure này cũng rất là quan trọng này. Ví dụ ở đây cái cường độ của nó đang tương đối là hài hòa. Đó, nhưng mà ví dụ ở đây mình nó đang là gì? Mặc định sẽ là 14.229. Mình ví dụ mình để lên cao lên, ví dụ là 20 đi. Đó, mình để real time nhé, các bạn theo dõi này. Khi mình để 20 lên thì màn hình nó sẽ tối đi, các bạn thấy không? Đó, càng cao nó càng tối. Ví dụ mình để 30 luôn này. Đó, 25 là tối đa rồi. Mình sẽ để là 24 đi. Đó, bạn thấy không? Nó rất là đen này, mình để 22 này. Đó, đen xì luôn, thấy không? Nhìn rất kỹ mới ra được đối tượng. Đó, mà 20, vân vân. Đó thì tức là gì, thanh công cụ này mà càng tăng lên thì nó sẽ càng tối đi. Đó thì cái này nó chính là cái thằng cân bằng
độ sáng của đối tượng của chúng ta. Đó mà mình lại giảm xuống, ví dụ vừa rồi là 14.229 thì mình giảm xuống là còn 13 đi. Đó, hay là 10 đi các bạn thấy không? Càng giảm thì nó càng cháy, càng giảm càng cháy. Ví dụ mình để là 1 đi thì nó cháy trắng luôn. Thì trường hợp này chúng ta đương nhiên là không để cao như này đúng không? Thì cái khoảng cách mà cân bằng sáng của chúng ta là thường là gì? Đó thì tối đa trắng là 13. Đó. Và 10 mặc định là 14.229. Đúng, trường hợp các bạn muốn tăng sáng một chút thì các bạn sẽ để 14 như này. Đó, các bạn để chấm 229. Đó, 229 thì nó sẽ tối hơn một chút. Đó, tức là mặc định nhé. Và thấp nhất của nó, tức là cái cường độ cao nhất của nó, mình thường là để 16 là cao nhất này. Đó, nó tối như này là cao nhất. Nên trường hợp ví dụ bài của bạn bị cháy quá, bạn có thể là để nó tối đi một chút. Và trường hợp bạn bị tối quá thì bạn có thể để sáng lên một chút, ví dụ 13.5 chẳng hạn. Đấy, bài các bạn thấy không? Rất là sáng sủa, rõ ràng và dễ nhìn đúng không nhỉ? Đó, một vài trường hợp các bạn phải tăng rất khổ sở trong cái trường hợp là làm gen nội thất với cái ánh sáng nó rất là vào, nó vào phòng rất là ít, vào phòng rất là ít đó, thì chúng ta lại phải rất mất thời gian và mất công sức để mà setting ra một cái ánh sáng mặt trời vân vân. Thì thay vì thế chúng ta hãy tăng sáng toàn bài thì nó cũng là một cái cực kỳ là hay. Rồi tiếp theo cái thằng wide bank này này, các bạn tập trung thằng này này, thì cái này là cái thằng cân bằng màu sắc đó. Ví dụ như ở đây bài của chúng ta trắng quá, chúng ta sẽ muốn xanh thêm một chút thì chúng ta sẽ chọn cái tông nó hơi xanh một chút như này đó, thì bài của chúng ta nó sẽ cân bằng lại cái màu xanh đó. Mình nếu mà bạn chọn cái màu tím thì nó sẽ gì, cân bằng cái màu tím. Ví dụ bài của bạn mà tím quá nhỉ, thì bạn sẽ chọn màu tím để nó cân bằng tím lại. Bài bạn xanh quá thì bạn sẽ chọn màu xanh đó. Nếu mà nói cái này các bạn sẽ hơi khó hình dung, nhưng là mình sẽ tăng hết lên này, mình tăng hết lên, mình tăng thẻ cao lên, ví dụ như là 15 đi đó. Thì đây là những cái thằng về gì, cân bằng màu sắc. Thì tóm lại những cái thằng này các bạn khuyên cáo các bạn đừng có, các bạn thấy không, khi mình chọn màu gì thì nó sẽ nhuốm cái màu ngược lại với cái màu đấy đó, nó hơi ngược chiều nhau như vậy nhé, nó ngược lại với cái màu đấy trong bảng màu đó. Thì cái này rất khó quản lý, thì cái thằng này các bạn đừng có sử dụng nó, khuyến cáo là đừng sử dụng nó mà để mặc định là màu trắng thôi, đây chưa nhỉ, để mặc định là màu trắng thôi đó. Vậy thì chúng ta trong một vài trường hợp chúng ta muốn cân bằng cái màu sắc cũng như là để cho bài sản phẩm nó đẹp hơn thì như nào, ở góc phải màn hình này này đó, các bạn để ý này, chúng ta sẽ có cái thằng là gì, show control ra đó. Thì bạn nào mà sử dụng Photoshop rồi thì nhìn thằng này sẽ rất là quen đó. Ví dụ bạn có thể tích vào những cái chế độ ở đây. Thì đến cái phần mà sẽ cái chất chuyên sâu hơn thì mình sẽ nói thật kỹ cái này, nhưng tóm lại mình sẽ giới thiệu qua những một vài thanh công cụ mà hay dùng. Ví dụ Xposure, bạn tích vào Xposure bạn sổ ra, nó sẽ có những cái thanh công cụ cân bằng sáng. Ví dụ Xposure bạn kéo xuống nó sẽ tối, kéo lên thì bài sẽ sáng hơn đó. Như vậy các bạn kéo lên một chút thì bài mình sẽ sáng hơn một chút, tương tự thế. Thì Color Blank vân vân, hay Level cũng thế đó. Những cái thanh công cụ như Level này nó cũng là gì, vùng tối và vùng sáng vân vân. Nói chung là nó sẽ rất là thú vị các bạn, được chưa nhỉ? Rồi, hay những thanh công cụ như là cớp để chúng ta có thể là gì, cân bằng cái đối tượng sáng trắng của chúng ta. Đó, rất là hay. Đó, tóm lại là gì, ở với cái thanh công cụ này thì chúng ta có thể là sử dụng giống như là bên Photoshop, có thể tinh chỉnh những cái thanh công cụ như là màu sắc này, ánh sáng này, độ đậm nhạt này. Đấy, ví dụ mình kéo xuống cái saturation của huê nó sẽ nhạt đi này, nó sẽ về cái màu ghi mà mình tăng lên thì nó đậm từng cái màu vật liệu một. Ví dụ bạn render xong bạn thấy màu vật liệu nó hơi nhạt nhòa, mình sẽ tăng lên một chút đó, thì như vậy màu vật liệu của mình nó sẽ đậm đà hơn, nhìn nó rõ ràng hơn đó. Đó là những cái thanh công cụ cực kỳ là thú vị, còn bản thân khi các bạn không dùng nó thì nhìn nó sẽ hơi khó đạt được cái mong muốn của bạn. Tuy nhiên nếu mà bạn có một cái setting tốt, có một cái chất lượng render tốt thì nó sẽ cũng sẽ đạt được như là mong muốn thôi. Tuy nhiên cái thằng này nó sẽ hỗ trợ cái việc mà gì, sản phẩm đầu ra bạn tốt hơn đó. Rồi, ok, như vậy thì buổi học hôm nay của chúng ta đã đi xong một phần thanh công cụ render ba sóng, render xóa phông với V-Ray, thanh công cụ cân bằng trắng sáng và tăng độ sáng, giảm độ sáng của một cái khung hình như thế nào. Giới thiệu các bạn sơ bộ qua những cái phần mà tinh chỉnh màu sắc của một cái sản phẩm, và hy vọng là video ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều những cái kiến thức hay. Và các bạn nếu mà muốn theo dõi mình, hãy nhớ trang YouTube Lumion Việt Nam đồ họa Sen Hau. Trên đây có rất nhiều bài giảng hay, rất nhiều bài giảng chất lượng. Nếu bạn nào muốn đăng ký học tại Sen Hau, hãy đăng ký ngay và luôn tại kênh senhau.com, cũng như là Facebook của mình là Văn Thi Lumion. Rồi, chào cả lớp, hẹn cả lớp vào một buổi học tiếp theo.